Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2024, thứ Sáu, tuần thứ Tư mùa chay. Chích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ, có những người ở Jerusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả." Văn hóa loại trừ. Cha Timothy Ratcliffe đã viết trong cuốn Tại sao là Kitô hữu như sau: "Trong phép rửa, chúng ta dập tắt những gì chia cắt chúng ta với người khác. Chúng ta được định hướng để vượt qua những giới hạn hẹp hòi của bất kỳ căn tính nhỏ bé nào." Trong đoạn tin mừng ngày hôm nay, dân chúng vẫn tiếp tục bàn tán về nguồn gốc của Đức Giêsu. Họ không chấp nhận người là Đấng Thiên Sai vì người đến qua một thân phận khác với những gì mà họ mong đợi. Xã hội càng văn minh, khoa học, tư tưởng càng phát triển, thì con người cũng dễ dàng rơi vào lối sống loại trừ. Vì ý tưởng họ khác tôi, nên tôi không muốn làm việc chung. Vì tôi giỏi hơn, nên tôi xứng đáng hơn. Mỗi người cần có ý thức phản tỉnh để nhận ra vị trí của bản thân và phẩm giá của tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận thân phận yếu đuối của nhau như Chúa đã đón nhận chúng con. Amen.